Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin kính bạch cô là trong quá trình con làm tình nguyện viên tại chùa thì con có gặp một hiện tượng là các bạn tình nguyện viên nam ấy, các bạn ấy nói những cái lời lẽ rất là thô tục ấy, thì con xin cô chỉ dạy cho chúng con biết là quả báo của việc nói những cái lời lẽ như vậy ở chùa là như nào ạ. Con xin trên công đức trên cô ạ. Cô mong việc này không lặp lại ở khóa tu năm nay. Kính thưa các bạn, ở trong nhà Phật thì có năm giới của người tại gia: không nói dối, không nói lời thô tục, không nói lời độc ác, không nói lời ác khẩu, không nói lời chia rẽ, không nói lời đâm thọc. Rất nhiều. Đấy là những cái lời nói mà cho mình đến cái quả báo không tốt các bạn ạ. Đầu tiên của người nói những lời nói không tốt thì việc đầu tiên đó là hạn chế trong các mối quan hệ đem lại lợi ích cho mình. Các bạn có thấy đúng không? Quả báo của những người đó là như thế. Tức là chúng ta tự hạn chế mình, không phát triển được các mối quan hệ khiến đem lại hạnh phúc cho mình, mà nó sẽ phát triển các mối quan hệ đem đến tổn thất cho mình. Đó là quả báo nói lời ác khẩu, nói lời không đúng tại chùa. Các bạn rõ chưa ạ? Đấy. Thế thì các bạn có muốn trong cuộc đời của mình, mình sẽ nói ra được những lời nói hợp thời, tức là lời nói đúng thời, lời nói đúng duyên, khiến cho mình phát triển được những cái nhân duyên mang tới thu hoạch lớn cho cuộc đời của mình không? Có. Cô nói thế này ạ, cũng trong một mối quan hệ giao tiếp, một lời nói của mình khiến cho mình mất đi lợi ích. Và cũng trong một buổi giao tiếp, một lời nói của mình đem đến cho mình lợi ích rất nhiều trong buổi giao tiếp. Điều đó nó không phụ thuộc vào anh thông minh hay không thông minh, vì cái lời nói đó xuất phát từ suy nghĩ, mà suy nghĩ đó xuất phát từ nghiệp các bạn ạ. Nghiệp của lời nói. Lời nói đem lại an vui cho người thì có nhân quả, là lời nói đó sẽ có quả báo, khiến cho mình có những lời nói thiết lập các mối quan hệ đem đến lợi ích cho cuộc đời mình. Các bạn rõ về quả báo này chưa? Đó. Cho nên là cô cũng mong muốn các bạn tình nguyện viên của khóa tu này, cũng như các bạn tình nguyện viên trong ban tình nguyện viên của chùa, không bao giờ sơ suất để mất lợi ích trong cuộc đời mình. Các bạn nhé.